Cô xin chào tất cả các bạn học sinh khối lớp 5. Ngày hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn ở môn tiếng Việt tuần 28 ôn tập giữa học kỳ 2 với tiết 6. Cô mời các bạn sẽ vào bài nhé. Với bài học ngày hôm nay thì các bạn sẽ đọc các bài tập đọc thật là trôi chảy, lưu loát những bài đã học, hiểu nội dung chính, ý nghĩa của bài thơ, bài văn nhé các bạn. Củng cố lại kiến thức về các biện pháp liên kết câu và sau đó các bạn sẽ vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập. Và cô mời các bạn sẽ cùng vào bài trang 102 sách giáo khoa tiếng Việt ở bài tập số 2 nhé. Các bạn thân mến, để tạo thành một đoạn văn, bài văn thì giữa các câu trong đoạn văn, bài văn đó cần có sự liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung mà chúng ta đã được học cách để liên kết câu trong bài ở những tiết học trước. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những cái kiến thức đó qua bài tập số 2, trang 102 nhé. Thì trước khi làm bài, cô và các bạn sẽ cùng ôn lại kiến thức nào. Để liên kết câu trong bài thì chúng ta có thể dùng cách lập từ ngữ, tức là lặp lại trong câu đó những cái từ ngữ đã xuất hiện ở câu đứng trước. Hay là thay thế từ ngữ, nghĩa là khi các câu trong đoạn văn cùng nói về một người, một vật, một việc, ta có thể dùng đại từ. Hoặc là những từ đồng nghĩa thay thế cho những từ ngữ dùng ở câu đứng trước để tạo thành một mối liên hệ giữa các câu và tránh lặp từ nhiều lần. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể liên kết câu trong bài bằng từ ngữ nối, nghĩa là chúng ta có thể liên kết các câu đó bằng quan hệ từ hoặc là một số từ có tác dụng kết nối, như là từ nhân, tuy nhiên, thậm chí, cuối cùng, mặt khác, ngoài ra, trái lại, đồng thời, rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vận dụng những kiến thức của ôn tập để làm bài tập số 2 trang 102 nhé các bạn. Các bạn hãy đọc thật to yêu cầu của bài tập 2 nào. Tìm những từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống để liên kết các câu trong những đoạn văn sau. Và các bạn lưu ý, sau khi điền những cái từ ngữ thích hợp với mỗi cái ô trống thì các bạn cần xác định đó là liên kết câu theo bằng cách nào. Thì bây giờ các bạn hãy đọc thật to cái bài tập 2 và suy nghĩ làm bài nhé các bạn. Cô mời các bạn hãy đọc thật to câu A và các bạn hãy suy nghĩ và làm bài nhé. Các em biết không, để tìm được từ ngữ với ô trống của mỗi câu thì chúng ta phải xem xét nghĩa của câu trước hoặc câu sau nó. Vì trong các câu ở mỗi đoạn văn đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau đúng không nào? Ở câu A, con gấu càng leo lên cao thì khoảng cách giữa nó và tôi càng gần lại. Đáng gờm nhất là những lúc mặt nó quay vòng về phía tôi. Chỉ một tháng gió vẫn vơ tạt từ hướng tôi sang nó là mùi người sẽ bị gấu phát hiện. Ô trống, xem ra nó đang say bọng mật ong hơn là tôi, theo rừng thanh địch. Vậy thì ở đoạn văn câu A có 3 câu, thì ở 2 câu, câu 1 và câu 2 nói về cái sự đáng gờm của con gấu ra sao khi nó ở gần. Còn ở câu 3, nói về con gấu đang say bọng mật ong hơn là tôi, và tôi ở đây chính là tác giả đó các bạn. Vậy thì để tạo được cái sự liên kết giữa các câu thì chúng ta sẽ dùng từ nói là từ nào để điền vào ô trống? Cô mời các bạn hãy cùng quan sát.
xem đáp án của mình có giống với của cô không nhé. À, ở đây cô sẽ dùng từ nhân để điền vào ô trống liên kết câu 3 và câu số 2. Và đây chính là cách liên kết câu bằng từ ngữ nói. À, cô mời các bạn sẽ tiếp tục suy nghĩ và làm bài ở câu B nào. Vậy thì ở câu B, lũ trẻ ngồi im nghe các cụ già kể chuyện. Hôm sau, ô trống rủ nhau ra cồn cát cao tìm những bông hoa tím. Lúc về, tay đứa nào cũng đầy một nắm hoa, theo trần nhật thôn. Ở đoạn văn ở câu B thì chúng ta cũng có 3 câu. Và để tạo được sự liên kết câu 2 với câu 1 thì chúng ta sẽ dùng từ nào? À, ở đây cô đã dùng từ chúng để thay thế cho từ lũ trẻ ở câu 1. Vậy thì tác giả đã thay thế từ ngữ. Rồi bây giờ các bạn hãy tiếp tục chọn những từ ngữ với mỗi ô trống để liên kết các câu trong đoạn văn C nhé. Và cô mời các bạn hãy đọc thật to đoạn văn C và làm bài nào. Các bạn thấy rằng trong đoạn văn C có 7 câu đúng không nào? À, câu 1, ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua những thân tre nghiêng nghiêng vàng óng. Câu 2, nắng đã chiếu sáng lòa cửa biển. Câu 3, sớm lúa cũng ngập trong ô trống đó. Vậy thì ở câu 1 và câu 2 nói về ánh nắng. Để tạo được cái sự liên kết giữa câu 2 và câu 3 thì chúng ta sẽ chọn những từ nào để điền vào ô trống nào? À, chúng ta sẽ chọn từ nắng để điền vào ô trống. Và ta thử đọc xem là có phù hợp không nhé. Sớm lưới cũng ngập trong nắng đó. Phù hợp đúng không nào các bạn? Tiếp tục câu số 4. Sứ nhìn những làn khói bay lên từ các mái nhà chen chúc của bà con làng biển. Câu 5, ô trống còn thấy rõ những vạt lưới đan bằng sợi ni lông óng ánh phất phơ bên cạnh những vạt lưới đen ngăm rùi rũi. À, các bạn thấy rằng để liên kết ở câu 4 và câu 5 thì chúng ta sẽ dùng từ nào? À, chúng ta sẽ chọn từ chị. Và từ chị này để thay thế cho từ sứ ở câu 4. Câu 6, ô trống sớm đẫm chiếu người sứ. Vậy thì từ nắng cô được lặp lại ở câu số 2. Câu 7, ánh nắng chiếu vào đôi mắt ô trống làm mượt mái tóc phủ đầy đôi bờ vai ròn rịa của ô trống. Ở câu số 7 thì chúng ta sẽ dùng từ chị để thay thế cho từ sứ ở câu 6 đúng không nào? Vậy thì ở đoạn văn C tác giả đã liên kết các câu bằng cách là lập từ ngữ và thay thế từ ngữ. Như vậy thì bạn nào đã làm đúng bài tập số 2 như là đáp án và bài làm của cô thì cô chúc mừng các bạn đó nhé.
Vậy thì cô và các bạn đã tìm hiểu xong bài học của ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn sẽ ôn lại các kiến thức đã học để nắm vững hơn nhé các bạn.